Chúng ta tiếp tục ha. Bên đây là đèn nước, bên kia là cầu đèn qua rồi. Chuyển tiếp nha, tiếp một cà hâu phía xa nữa cũng đẹp nữa. Con đi nha chú. Rồi ở đây chúng ta thấy rõ hơn về cái cà hâu của Bangkok nè, Bangkok Mỹ Tú nè. Đây bắt khởi quân cận vô anh em mình xem nha. Ôi đẹp quá. Về được mình chơi chiếc cà hâu như là in hình bóng của mình dưới nước luôn, quá đẹp. Cũng như ngược lại hướng cầu quay ngang em lung linh đèn nước. Đẹp quá, một trong những đêm đẹp nhất của thành phố Sóc Trăng. Năm rồi vắng bóng, năm rồi ngày này quốc khởi cũng ra đây nhìn lặng lẽ lắm, bù lại năm nay sặc sỡ sắc màu quá đẹp. Và ngày mai mới là đỉnh điểm, ngày mai du khách sẽ về rất là nhiều nữa, và chúng ta nhìn đi qua cảnh này rồi bà con du khách phương xa mà về đứng hai bên bờ kè này thì chúng ta thấy là một sinh khí thật là đẹp luôn, rồi tưng bừng rộn rã luôn. Mai đua ghe ngò nữa anh em ơi, nói gì nói cũng nhớ đua ghe ngò. Quốc khởi ở đây một chút rồi về nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. Rồi tiếp tục nha, quốc khởi sẽ đi gần tới cầu cao và đặc biệt là có đèn nước rất là đẹp bên kia sông. Bên đây thì chúng ta thấy rồi đó, hai đèn nước, còn bên kia là một cà hâu rất là đẹp bên kia sông luôn. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Đèn nước đẹp nữa. Quá, không thể không dừng lại được anh em ơi. Quá đẹp luôn á. Vậy nè, rồi anh em thấy sao mà chạy một mạch về mà không dừng lại, chạy một mạch về ngủ cho được. Đẹp quá mà. Đây cũng nhìn ha, làm rất là công phu luôn, từ lợp cái máy của chánh điện thôi chúng ta nãy nè, rồi kết hợp với đèn, phải nói là rất là công phu luôn á, đẹp quá. Rồi chúng ta tiếp tục theo qua đây là có một đèn nước mang hình là cánh sen. Trời ơi, đoạn này đẹp quá, chúng ta thấy nè. Cầu cao thì lung linh nha. Cầu dưới sông là đèn nước với cà hâu, đẹp quá. Trời cuồng đúng không? Bữa nay khởi quay hình, trời cuồng đẹp lắm. Bữa nay con khởi có ghi hình rồi. Mà đem xuống đây giờ dòng sông này lung linh hơn. Bữa nay quay trên bờ. Trà cuông của thành với Mỹ Xuyên cũng là nơi có những chiếc ghe ngò rất là nổi tiếng hen.
Hôm nay thì trà cuông cũng là 2 ghe, cùng với 2 ghe ngò thì bây giờ là thêm đèn nước nữa. Đẹp quá. Rồi, đây là ghe ngò của cầu của trà cuông nha anh em. Đây là trà cuông ha, còn ở đây là của cốc Mỹ Tú. Đây của bằng cốc Mỹ Tú. Đây là của trà cuông Mỹ Xin. Đây là đèn nước của băng con sa. À, băng con sa đi ra chân này chúng ta thấy là có vừa đọc được chữ băng con sa. Rồi du khách gần xa, bà con ở xa, anh em mình ở xa, du khách nâu nước về Sóc Trăng đi, ngày mai sẽ còn tưng bừng rộn rã hơn nữa nha. Ngày mai giải đua ghe ngò sẽ chính thức bắt đầu và về đi, rồi đêm mai ra đây ngắm đèn nước, ngày mai sẽ còn nhiều hơn nữa đó. Đèn nước nè, còn nhiều đèn, hiện nay là vẫn chưa mở đèn, ngày mai mới thật sự là đỉnh điểm nha. Du khách gần xa, anh em cô bác của mình về Sóc Trăng để xem ớt ao bốc đua ghe ngò lung linh đèn nước cà hâu trên dòng sông Maduro, đẹp quá đi. Rồi vậy được rồi ha anh em ha, đây cùng ngắm lại ha, thích quá hả. Rồi rồi anh Trân Ngọc tháng 10 luôn, anh Trân Ngọc tháng 10 đó dạng luôn, cả lung linh huyền ảo trên dòng sông Maduro trong anh Trân Ngọc tháng 10 luôn. Rồi anh em mình ngắm lại lần nữa ha, quá khởi di chuyển trở lại chỗ cà hâu của Bangkok, cái cà hâu mà Quốc Khởi cảm thấy rất là thích luôn. Cho anh em mình ngắm lần nữa rồi thực hiện lời hứa là đi về ngủ sớm là ngày mai với đua ghe ngò ha. Và bây giờ chúng ta ngắm ha, ngắm cái cà hâu của Bangkok. Rồi cảm thấy thích quá. Xúc qua đây chút kia nè, cho nó đẹp nó rõ. Rồi vừa nhóm dàn nước ha, rồi có thể là cần qua cà hâu của Bangkok của Mỹ Tú à, mình về nha, một thở dây cầu đẹp quá. Rồi chú Khởi nói ha, anh em mình tranh thủ nha, du khách gần xa tranh thủ về Sóc Trăng trong dịp này nha, ở bốc Sóc Trăng ngày hội vui rực rỡ sắc màu nhất trong năm ở Sóc Trăng. Ngày mai 12 giờ giải đua ghe ngò của chúng ta chính thức bắt đầu, tối thì trên dòng sông những hình ảnh này sẽ còn lung linh hơn nữa, và ngày mốt thì giải đua ghe ngò sẽ bước vào ngày thi đấu thứ hai, ngày mang tính quyết định về các thứ hạng. Rồi bây giờ cùng lung linh này anh em mình chia tay nha, chia tay anh em. Rồi Quốc Khởi về ngủ đây, anh em mình vui vẻ mạnh khỏe nha, ngày mai cùng hào hứng với đua ghe ngò thôi.